Ngao trung đường, ông trúng kế rồi. Ca ca, lão gia. Đường Nhi, hứa với Ngạch Nương phải sống. Tên hoàng thượng khốn kiếp trả lại Ngao trung đường đây. Cứu với. Vị cô nương này phần đầu bị thương nặng, cô bé không nhận ra người trước mắt, cũng không nhớ những việc trong quá khứ. Tên của muội là Lâm Lang. Dừng tay, đồ tỉ to gan, dám vô lễ với hoàng thượng. Xong rồi đấy. Tiểu tiện nhân, xem ta đánh chết ngươi. Lâm Lang, nếu như có một ngày hoàng thượng biết được thân phận của vệ Lâm Lang thì Lâm Lang phải chết, mà Nạp Lan gia cũng bị liên lụy. Nếu như tỷ tỷ khăng khăng muốn giết nàng ấy thì bước qua sắc đệ đã. Vệ Lâm Lang là tội phạm quan trọng, còn dám phản kháng, lập tức giết không tha. Còn thân là bậc cửu ngũ chí tôn thì con càng phải biết chấp nhận buông tay. Hãy để hoàng tổ mẫu thay con kết thúc mối tình này. Đón xem Người tình của Khang Hy phát sóng 20:20 bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 năm 2020 và phát lại vào lúc 7:15 ngày hôm sau trên kênh RTV.